Ở video trước thì chúng ta vừa tìm hiểu về cơ chế O2 và PubSpot đúng không? Đấy, thì O2 là gì? Cơ O2 là bên sắc bên thứ ba. Đấy, thì bạn nào có thể chưa biết thì có thể xem lại video buổi số 19 vừa rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là triển khai cái cơ chế O2 đó với thư viện PubSpot ra sao và chúng ta cùng đi vào thực hành. Đấy, thì đầu tiên để được hiểu hơn thì các bạn cùng review lại cái luồng này. Đúng không? Đầu tiên chúng ta get tạo ra một cái trang đăng nhập và get là hiển thị trang giao diện. Cái trang này không có gì đặc biệt cả. Đấy. Khi chúng ta trong này mình sẽ có ô username và password, chúng ta nhập vào, người dùng ấn vào nút submit để lập tức là chuyển đến một cái phương thức là post login. Post login thì sẽ kích hoạt gì? Password authenticate local. Chiến dịch password local này sẽ kích hoạt, mình gọi đây là bước bước số 1 nhá. Ở đây là chú ý số 1. Chú ý số 1 này sẽ kích hoạt gì? Passport you local strategy. Local strategy này sẽ tự động nhá, tự động bóc tách username, cái trường request.body.username ấy. Thế nên là cái bước này này các bạn phải để là username và password, cái tên của bạn ấy. Nếu như các bạn để tên khác thì ở trong cái phần này các bạn sẽ có một phần đó chính là sửa đổi thành tên khác, sửa đổi cái trường đấy. Tuy nhiên thì để dễ dàng nhất thì mình sẽ để trường mặc định là username và password. Thế nên cái chỗ giao diện này các bạn cần phải để là gì? Cái chỗ hai cái trường input đấy thì các bạn phải để name là username và password, được chưa? Rồi, thì khi lúc này password.localstrategy này tự động nhận cái username và password thì chúng ta sẽ thực hiện bước là check logic ở trong đâu? Trong database. Khi mà kiểm tra xong thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ biết là tài khoản này là đúng hay không? Được chưa? Thì chúng ta dùng cái model đấy, chúng ta file on. Khi kiểm tra mà đúng hay sai thì chúng ta đều phải trả về ba cái con back này. Ba con back này chính là kết quả của chú ý số 1. Được chưa? Thì nếu như ở đây chúng ta trả về cái con back này nó sẽ nằm trong đây này. Trong cái thằng local strategy sẽ có một cái con back này. Thì con back này trả về error, tức là cái lỗi thì sẽ là fail, cơ chế 1 sẽ là fail. Tương tự nếu như check về null tuy là không có lỗi nhưng kết quả chúng ta vẫn là false thì kết quả này vẫn là xác thực, vẫn là fail. Được chưa? Với cái thứ ba là trả về null nhưng chúng ta trả về data, tức là thành công. Và data này được chuyển đi đâu? Được chưa? Data này sẽ được chuyển vào trong trong cái callback mà tí nữa chúng ta sẽ sử dụng nhá. Các bạn chú ý một 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 lần nữa. Thì cái chú ý số 1 của chúng ta này có ba cách viết. Được chưa? Cách viết đầu tiên là cách viết mặc định, thế này nó chỉ kiểm tra là có đăng nhập thành công hay thất bại thôi. Chú ý thứ hai tức là gì, nếu chúng ta có một cái trang điều hướng thì chúng ta sẽ thêm một cái object vào đây, thì chúng ta chỉ cần điền link thất bại và thành công vào đây là tự động là nó sẽ đổi hướng cho mình, được chưa? Cái thứ ba sẽ là custom. Custom gì? Custom cái mình trả về cho người dùng, hiểu đúng không? Thì lúc này cái data sẽ được trả về trong đây này, đây sẽ có một cái gọi là data trong này. Được chưa? Thì mình sẽ sử dụng cái data này, mình sẽ gì? Logic của mình sẽ làm như thế nào thì cụ thể hơn, mình sẽ là mã hóa cái token và red.token trả về. Đúng không? Red.json token đấy. Thì chúng ta lại trả về cái bình thường thôi, tức là trả về bình thường như token này. Còn đến bước xác thực thứ hai, tức là mình vào một cái trang nào đó cần phải đăng nhập thì mới vào được. Thì chúng ta cần phải làm sao? Get private check middleware. Middleware này chính là giải mã token mà người dùng gửi lên, đúng không? Thì middleware này là chúng ta làm thủ công. Còn nếu như chúng ta không muốn làm thủ công thì Passport hỗ trợ chúng ta một cái chiến dịch đó là Passport yêu Shaky GFT, thấy chưa? Thì đến mà cái này thì nó cũng không phải là tự động quá đâu. Thì để chi tiết nhất thì mình khuyên mọi người nên dùng cái thằng check middleware thủ công này, thấy chưa? Thì đến phần này thì mọi người có thắc mắc gì không? Rồi, chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện dựa trên cái luồng mà chúng ta vừa học nhá. Thì đầu tiên muốn thực hiện được thì chúng ta cần phải cài đặt cái, chúng ta dựa vào cái doc. Thì các bạn lên cái trang passport này, các bạn search cho mình cái chiến dịch local. Thì đây sẽ có một bài hướng dẫn. Đấy, các bạn thấy là rất chi tiết. Các bạn install cho mình cái gì passport local. Được chưa? Thì tuy nhiên là muốn sử dụng passport ấy thì các bạn phải install thằng passport đầu tiên. Thế nên ở đây là mình phải install cái thằng passport này trước này. Thực ra có hai gói, thực ra cái thằng này chỉ là install chiến dịch thôi.
Còn cái thư viện là chúng ta phải install Vapor trước. Mọi hình dung không? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ install ra hai cái gói. Đầu tiên là npm install passport. Cách ra là cái gói thứ hai. Gói thứ hai là gói gì? Passport local. Enter. Đấy, thì lúc này sẽ install cho mình hai gói này. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta tiếp tục. Rồi, passport.u. này thì mọi người nhìn quen không? Rất là quen đúng không ạ? Thì nó chính là gì? Trong cái mô hình mà chúng ta vừa học thì passport u ở bước số mấy? Bước này đúng không? Bước này thì mình gọi là bước số 2 đi, đúng không? Bước số 2 đi. Thì đây là bước số 2 đúng không ạ? Đấy, thì đây là bước số 2 thì mình ok. Mình copy vào thì passport.u này thì mình sẽ vứt ở cái trang đầu tiên này. Mình cho mình ở đây mình làm đơn giản nên là mình sẽ không tách file. Nếu như bạn nào muốn nó gọn gàng ấy thì các bạn nên tách ra một cái file. Được chưa? Rồi, thì đây mình sẽ làm đơn giản trước, đó chính là passport.u. Mình copy đoạn này vào trong này. Và các bạn chú ý cái passport này thì chúng ta lấy ở đâu ra? Đúng chưa? Đây. Thứ hai là mình để bên dưới đi cho nó an toàn. Đây, mình để sau cái thằng router nhá. Router luôn luôn phải để cuối cùng. Được chưa? Thì khoảng này để đủ để cho chúng ta thực hiện. Thế giờ passport yêu ở đây thì passport lấy đâu ra? Passport này chính là cái passport được require từ cái thư viện passport. Constant passport bằng require passport. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Passport authent, tức là bây giờ chúng ta vào cái phương thức gì? App.passport, tức là mình đang cấu hình đường dẫn login. Được chưa? Và các bạn nhìn thấy cái chiến dịch đấy. Authent đúng không? Và các bạn nhìn thấy này. Các bạn nhìn thấy là cái bên này này nó sẽ cho mình một cái chiến dịch rất là đơn giản. Thì nó kết hợp cho mình là một cái middleware này. Được chưa? Thì các bạn nhìn nhá. Cái là chính là bước mới trong đoạn này. Bước này này, bước số 1. Đúng không? Method post login. Đúng chưa? Đấy. Và cái cách viết của chúng ta họ đây là URL thì đây là cách viết số mấy? Số 2 đúng không? Còn đây không phải là bước số 3 đâu nhá. Số 2 thôi tại vì nó có URL, còn bước số 3 nó còn phức tạp hơn nữa cơ. Được chưa? Thì các bạn chú ý đây là bước số 2 thì tuy nhiên mình cứ copy vào tiếp mình sẽ chỉnh sau nhá, được chưa? Đấy, bước số 2. Port login. Được chưa? Mình cứ triển khai dần dần thôi. Tiếp tục. Test npm install npm test hết. Cảm ơn ví dụ. Rồi. Như mọi người thấy thì mình nhìn thấy khá đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta vừa thực hiện xong cái passport nhưng mà mình đoán nó chưa hoạt động đúng không? Tại vì đây nó thiếu rất nhiều cái kịch bản mà mình đưa ra. Đấy, tại vì sao? Đây là mình đang login bằng cái token để làm sao để lần đăng nhập thứ về sau ấy thì chúng ta sẽ dùng cái token này để check ngược lại, đúng không? Thì chính vì vậy nên là cái bước thứ hai này thực ra là nó chỉ redirect thôi. Thì mình khuyến khích mọi người lên dùng cái gì? Cái thứ ba. Thì cái thứ ba này người ta gọi là custom middleware. Custom middleware thì nó sẽ ở trong thằng này, mình sẽ search trong. Đợi mình chút nha. Document này, documentation này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, trong cái documentation nó hướng dẫn chi tiết từ đầu. Còn cái thằng local đấy chỉ là một chiến dịch nên là nó mặc định là mình đã biết triển khai rồi. Hiểu không? Thì nếu như mà muốn biết cụ thể gì chúng ta lên vào cái thằng home này, hoặc là vào trong cái thằng đây, trong vào cái thằng documentation. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy. Đúng không? Đây là cách viết thứ mấy? Thứ hai đúng không? Rồi, chính xác. Install passport mình install rồi này. Authenticate là mình login này. Cách này là cách thứ nhất. Đúng chưa? Đúng không? Cách thứ nhất. Đấy. Thì mình đang cần là cách thứ cuối cùng. Là cách số 3. Custom callback. Đây, các bạn nhìn này. Cái custom callback của nó đây. Nó sẽ cho thêm một cái middleware vào nữa. Được chưa? Một cái function vào nữa. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ copy tất cả cái thằng này vứt vào. Đây chính là cái mình cần. Mình gọi đây là custom callback nhá. Thì trong này mình sẽ xóa cái thằng này đi mà mình sẽ làm lại bằng custom callback. Rồi, mọi người đã thấy rõ ràng chưa? Rồi đúng không? Thì bây giờ trong cái custom callback thì mình lại triển khai như thế nào? Thì mình lại đi lần lượt thôi. Ban đầu mình sẽ triển khai một cái app.get. Một cái trang để đăng nhập login. Được chưa?
Ở trong đây thì mình sẽ xin phép mình sử dụng luôn cái thằng đó chính là EZ. Thực ra là EZ chính là HTML thôi, nó không có gì cả, thì mình đỡ phải viết send file. Hoặc là bạn nào vẫn chưa biết thì các bạn có thể cho cái hàm send file ở đây nhá. Hàm send file ở đây thì các bạn phải cho thêm hàm path vào. Đấy, trong trường hợp này thì mình sẽ cho vào đây là trang index chẳng hạn, đúng không? Mình xóa đi, mình cho HTML vào đây. Đấy, cái thằng này nó không quan trọng nhá, thì mình cho index vào đây. Bản chất của mình chính là bằng lệnh send file, thì lập tức là cái trang này gửi đến thì mình đang tạo ra trang gì, tạo ra cái gì, cái trang HTML. Rồi, thế đây mình sẽ request và gì, và next, được chưa? Và bây giờ mình sẽ chạy thử nhá để xem là đã đúng chưa. Chúng ta cho cái nbl install này bằng cái chữ not mon đi, để cho mỗi lần thay đổi thì nó sẽ thay đổi lại nhá. Rồi, chúng ta đã not mon đã chạy thành công, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử vào localhost 3000 2.3000. Ra chưa ạ? Có ra gì không? À, vào login đúng không ạ? Rồi, các bạn sẽ thấy lỗi local thread key chưa được khai báo. Rồi, cái thằng local thread key của mình ấy, nó chính là cái thằng gói ban đầu mà mình khai báo cùng thằng passport này. Đấy. Construct local thread key bằng dạng sao nhỉ? Mình sẽ phải lên đây mình xem một chút. Đấy, mình search đây local thread key xem có đây. Đúng không ạ? Đấy. Local thread key thì mình để biến là var đi cho chắc chắn. Nếu như mọi người thích ở trên cái hướng dẫn là var thì mọi người để var đi. Thấy chưa? Rồi, thì mọi người đã nhìn thấy chưa? Passport và local thread key bằng passport.local.thread key. Thấy chưa? Rồi chúng ta xem lại đã hoạt động chưa? Chạy bình thường và chúng ta chạy vào localhost 3000 serve login. À, chưa ra cái gì cả đúng không? Tại vì trong cái thằng HTML này mình chưa có, thì mình cho đây một cái form. Được chưa? Trong cái form này thì chúng ta sẽ để hai ô input. Input đầu tiên đó chính là username, name bằng username. Mình sẽ không dùng ASAP, được chưa? Thực ra dùng ASAP cũng được, nhưng mà ở đây là mình muốn triển khai cho nhanh, tiết kiệm thời gian cho mọi người. Được chưa? Và đây mình để là post. Nếu không dùng ASAP thì mình bắt buộc phải thông qua con đường này, được chưa? Action. Thì đây sẽ là method ở đường dẫn đến trang login. Và trong này mình sẽ đặt là button. Button ở đây mình sẽ là gửi đi hoặc là login đi. Đấy. Thì ở login này thì chúng ta sẽ cho một cái hàm đó chính là type bằng gì? Và submit, nhớ nhá. Đấy. Vậy mà chúng ta refresh lại. Chưa ra gì cả, tại sao nhỉ? Rồi, ra rồi, được chưa? Ô đầu tiên chính là username password, đúng không? Rồi, thì khi chúng ta ấn vào cái, mình lại nhìn vào kịch bản này của chúng ta là ấn vào cái in giao diện là xong rồi, đúng không? Thì khi chúng ta tạo xong bước 1 rồi thì chúng ta quay về bước 2, đó chính là tạo ra cái đường post login bước 1 này, đúng không? Thì cái này đã xong chưa? Chúng ta vừa copy ở trên mà có phần custom callback, đúng không? Rồi, cái custom callback này thì chúng ta sẽ có một cái là đây, đúng rồi. Thì passport đây, app.u, một cái custom callback đây, đúng không? Đấy, còn bước này là bước số mấy? Bước số 2 này. Ok chưa? Phải rõ ràng. Tức là khi chúng ta gọi đến đường dẫn này thì đồng nghĩa chúng ta kích hoạt cái gì? Cái phần này. Được chưa? Thì khi lúc này các bạn nhìn thấy là mình triển khai cái phần login này thì mình đã kích hoạt cái Authenticate Local. Kích hoạt trước nhá, nó chưa thực hiện mấy phần dưới này đâu. Được chưa? Thì khi mà kích hoạt xong thì lập tức nó nhảy đến đâu? Lập tức nó nhảy đến đây luôn. Nhảy đến đây thì lập tức là nó sẽ tìm gì? Username, mật khẩu. Được chưa? Từ request.body. Được chưa? Và lúc này các bạn sẽ tìm ra logic. Và nhớ cho mình này, nhớ cho mình hàm này. Tức là bản thân có cái logic mình xóa đi không quan trọng. Được chưa? Thì ở đây các bạn dùng viết logic của chính bản thân mình, sử dụng username và password. Viết nhà thì tùy mọi người nhá. Đấy. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình điểm cái thằng done này chính là gì? Chính là cái hàm callback mà mình vừa nói. Người ta đặt tên là done thôi, nhưng mà bản chất của nó chính là một cái callback. Thì các bạn chú ý thành công hay thất bại vẫn phải trả về cho mình một cái done. Done ở đây nếu như các bạn done về một cái error, được chưa? Một cái error mà trong cái lỗi đấy
nếu đăng một tham số thì tức là lỗi. Tham số đầu tiên luôn là lỗi, được chưa? Lỗi chẳng hạn. Thế là nếu như mà tham số thứ hai như thế này, thì các bạn chú ý này, tuy là cái thằng đăng này này, đăng của chúng ta không có lỗi, tại vì đầu tiên lỗi là bằng null rồi mà, đúng không? Mà chúng ta trả về bằng false thì tức là vẫn là thất bại. Giờ còn phần thứ ba là null, mà chúng ta trả về là gì? Trả về data. Data thì lấy trong database mà các bạn vừa khớp ấy, thì chưa? Thì trả về data này, thì lập tức là sẽ cái ba cái hàm này sẽ được tùy vào từng trường hợp nó nhảy vào. Thì nếu như mà chúng ta trả về bằng đăng thì đồng nghĩa với việc là kết quả sẽ được truyền xuống con bách này. Khi chúng ta thực hiện đăng thì lập tức nó nhảy xuống đây luôn. Mọi người hiểu chưa? Khi nó nhảy xuống đây thì lập tức cái error này và cái error này, để cho cái info này thực sự là không cần thiết nhá. Info không thiết thì ở đây error và user tức là null và data, hai thằng này giống hệt nhau, được chưa? Thì lúc mà mình truyền false đây, mục tiêu để mình làm gì? Ở đây là mình sẽ xem có error hay không để mình xử lý. Ở đây có user bằng false thì mình sẽ xử lý là thất bại, hiểu vấn đề không? Đấy, tức là cái bản chất của cái hàm này này nó sẽ là gì? Nó sẽ là trả về kết quả để cho dưới đây nó xử lý thủ công, được chưa? Thì quay lại cái màn hình thì ba kết quả này chính là nó sẽ nhảy vào cái data logic đây, được chưa? Thì trong trường hợp này thì các bạn chú ý cho mình là mình ở đây, nếu như mà lỗi thì mình sẽ nhảy vào middle way lỗi, cái này đã hướng dẫn chưa? Hoặc là red.json.status lỗi đấy, đúng không? Cái thứ hai mà nếu như mà không có là này thì mình không trả, không redirect, đây là cái ví dụ của người ta thôi, mình phải sửa bằng cái của mình bằng red.json là gì bạn, tốc ví dụ như là gì, username không hợp lệ, account wrong password chẳng hạn. Hình dung chưa? Rồi, và cái thứ ba nữa là gì? À, cái hàm này là hàm login. Mục tiêu của hàm login ý là nó sẽ thực ra là mọi người không nhất thiết phải đang dùng cái hàm login này, được chưa? Cái hàm login này mục tiêu để nó sẽ là bóc tách này. Hàm request.login này để làm gì? Để nó gán dữ liệu này duy nhất vào trong cái thằng request.user mà thôi, được chưa? Đấy, tại sao mà người ta đã đặt câu hỏi là tại sao mà mình không gán luôn hàm này cho nhanh? Thì rất có thể nếu như bạn thay bằng một cái ví dụ như ở đây mình thay chữ local này này, được chưa? Mà có thể là mình dùng một cái session, tức là mai sau bạn hiểu là mình phải set vào session nữa, thì bạn cần phải thêm cái này nữa. Tức là bản chất của nó là mình thêm hay không quan trọng nhá. Thì một cái lời khuyên của mình thì các bạn cứ thêm vào, được chưa? Cứ thêm vào đi, được chưa? Để cho nó đúng cái quy trình nhá. Thì thêm vào login là mình cho thêm cái data vào đây, vẫn là xong. Và quan trọng ấy, nếu như các bạn muốn thì các bạn cần phải có này, để về sau chúng ta sử dụng ấy là sẽ có thằng request.user trên này, nó có dữ liệu. Mọi người hình dung ra chưa? Rồi. Đấy, thực ra là mọi người bước này có thể làm hoặc là không, nhưng mình vẫn khuyên mọi người cứ làm đi cho đầy đủ mới bắt đầu nhá. Rồi, cái bước này này nó redirect là redirect đến thành công. Thì ở đây mình sẽ cho đây là mình sẽ cho đây là một cái là gì? À, return, trước khi return về ấy, là mình phải cho gì? gkt.size để tạo ra gì? Tạo ra cái token, đúng không ạ? Với mật khẩu là 12, mật khẩu là 123 chẳng hạn. Đấy, thì cái này sẽ ra được một cái là var token. Đấy, mọi người đã nhìn thấy quen quen chưa? Rồi, ok. Và khi lúc này các bạn đã làm xong được cái bước login đó, còn cái bước là chúng ta check ngược lại, thì bây giờ chúng ta cần phải làm xong bước này xem liệu có ok chưa đã, được chưa? Rồi, chúng ta cùng thử nghiệm nhá. Đầu tiên ở bước này thì mình muốn truy xuất luôn vào database, được chưa? Thì mình sẽ cần một cái luồng đi. Bây giờ mình sẽ làm hoàn chỉnh luôn để cho mọi người nhìn rõ hơn nhá.
Rồi. Chúng ta vào trong, mình sẽ tạo ra một cái database model. Cái model thì quá đơn giản rồi đó. Thế bây giờ mình sẽ tạo ra một cái class model nhá. Trong này mình sẽ tạo ra một cái là account chẳng hạn. Và mình sẽ sử dụng gì? Cái model của mình sẽ cài Mongo chưa? Mình cài Mongo vào nó. Rồi bây install Mongo. Đúng không? Thì trong lúc này thì mình lại tương tác với database nào. Database mình sẽ chọn là training online đi. Đây có account. Có username và password, được chưa? Rồi trong trường hợp này mình sẽ training, mình sẽ là gì? Model các bạn nào đọc cho mình được không? Constant mongoose bằng require mongoose đúng không? Rồi, cái mongo này thì mình sẽ có một cái là schema đúng không? Mongo chấm schema được chưa? Bằng new schema. Username string, password string. Rồi thì đằng này nó sẽ mình sẽ va account và các bạn nhớ cho mình đây thêm một cái nữa là collection nhá. Cao đúng rồi. Còn đây là module.export ra một cái là model đúng không? Account model thì ở đây là constant model gì đấy. Constant account model bằng mongoose.model.tên của model đúng không? Thì account bên này sẽ là account schema. Rồi, lắp thằng model này vào trong này. Là chúng ta đã thành công được chưa? Trong cái thằng account schema này, kiểm toán này đi. Trong đây mình lại khai báo như bình thường thôi. Cơ sang account model bằng require search model đúng không? Model search account. Rồi chúng ta đã được một cái model này và trong đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bước này. Được chưa? Thì bây giờ đầu tiên ấy, các bạn chưa biết đúng hay sai thì các bạn ấy, mình cần select ra username và password đã được lấy hay chưa? Đúng chưa? Thì trong bước này mình cần select này là, tức là khi mà mình ấn vào kịch bản này này, mình ấn vào cái nút button submit trong này thì lập tức là cái thằng này được kích hoạt đúng không? Thằng kích hoạt thì thằng này được kích hoạt đúng không? Bước số 2 kích hoạt thì nó sẽ lấy username password. Thì ở bước này mình sẽ kiểm tra xem là liệu rằng cái bước số 2 này đã nhận được username password này chưa? Từ đâu? Từ cái trang login này, được chưa? Nó ở trong request.body nhá. Đấy. Thì các bạn hãy kiểm tra trong này. 123 login. Not found. Tại sao đường dẫn login lại không thấy? Tại sao nhỉ? Post login không thấy. À, khả năng cao các bạn có thể là để đường dẫn login ở phía bên dưới xem nào. Get login à? Mình nhầm một chút. Đây là post login đúng không? Thấy chưa? Rồi, post login. Rồi, chúng ta thử lại. Đấy, các bạn nhìn thấy quay không? Thế nó vào rồi thì các bạn nhìn thấy này, đỉnh năm 123 nhận được chưa? Vậy thì câu hỏi là nếu như bây giờ mình thay đổi cái đúng này nó là username password là một cái email, cái chữ này là chữ email thì làm sao đúng không? Đúng không? Thì ở đây nó sẽ có một cái custom. Các bạn có thể thay thế cho mình là cái ô. Và trong đây thì nào các bạn sẽ thấy một cái ô username password lấy cụ thể hơn. Ở đâu nhỉ? Mình sẽ lấy là passport. Passport là username field. Đây, các bạn mình nhớ nó chính là gì? Đây, phần
Đó chính là fill. Cái phần là mình thay đổi cái tên fill này. Cái local check-in của chúng ta cho thêm một cái object vào nữa. Được chưa? Đằng trước đó thì mình đẩy tên là mình sẽ đổi tên là username fill mà mình muốn chuyển đổi nó là cái gì. Đấy. Ở đây thì mình có thể là request.body. Cái data đó thì trong đây mình phải đổi. Mặc định của nó sẽ là username và password. Được chưa? Thì trong trường hợp này mình sẽ không muốn đổi của nó. Nên là cái phần này local check-in của mình không cần phải thêm cái object nào nữa. Thì mặc định nó sẽ là username và password. Thì ở bên cái trang này thì mình phải để là username và password. Nhớ nha. Rồi. Thì ở đây khi các bạn ok xong rồi thì các bạn truyền xong rồi thì các bạn chỉ cần vào sau modal đúng không? Account.modal check. Rồi. Account.modal.file1. Được chưa? File1 thì mình làm một cách đơn giản thôi. Đó chính là username và password đúng không? Username và password. Đấy. Cái cách này thì mọi người thường thì nếu như mà tốt nhất ấy, thì mọi người lên tìm username trước, là nếu như mật khẩu của mọi người mã hóa thì bài này làm rồi đúng không? Thì phải, khi chúng ta tìm thấy chúng ta phải dùng cái hàm compare của pgrip chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên là này thì mình sẽ tìm luôn cho nhanh. Password nha, tránh gõ nhầm. Các bạn enter nhiều nhiều bạn rất nhiều ở đây là gõ thành password. Nhá. Đấy, để password và password. Nếu như tìm thấy là mình chấm gen luôn cho nhanh được chưa? Data hoặc là dùng async await nhá, cho nhanh. Rồi ở đây chấm gen chấm get luôn, mình muốn làm này để cho đơn giản. Đúng rồi. Thì ở đây mình sẽ quan trọng là đống này nó không phải là một middleware, mà mình sẽ dùng cái callback này để mình trả kết quả cho phần dưới. Hiểu không? Ở đây hãy nhớ là hàm done là hàm callback. Thì ở đây nếu như chúng ta mà đăng mà lỗi thì mình sẽ đăng error. Tức là trong lúc mà chúng ta làm mà cái con server, con database của chúng ta mất mạng ấy, không kết nối được thì nó sẽ nhảy vào đăng error. Được chưa? Thì trong trường hợp này mình sẽ trả về nếu như mà có data hay không. File1 đúng không? Thì nếu như mà có nó trả về null hoặc là một object đúng không? Thì ở đây data của chúng ta nhớ nếu như không có data thì tức là mình sẽ là lỗi. Tức là mình trả về null đúng không? Thì data ở đây mình sẽ trả về null. Khác data tức là không có data đấy, được chưa? Và đồng đây sẽ là gì? False, được chưa? Còn nếu như có rồi thì mình sẽ đơn giản làm gì đâu, mình chẳng phải đăng đăng gì đăng null nhưng mà có gì data chính xác từ data đây thì các bạn có thể thay thế bằng chữ user nữa cho nó dễ hiểu. Đấy, thì data này ba cái hàm này thì chúng ta đổ đâu, đổ vào trong này, được chưa? Kết quả của thằng trên sẽ là trả về cho thằng dưới, cho cái thằng middleware này này. Thì lúc này user và error và user chính là cái kết quả mà chúng ta vừa trên này, được chưa? Thì trong trường hợp nếu như mà có lỗi thì chúng ta sẽ báo về là red chấm, mình không next nữa. Next thì các bạn sẽ đến cái cửa lỗi, nhưng vấn đề là các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng tay bằng red chấm status 500 chấm json. Cái này mình làm chưa? Lỗi server mình làm rất nhiều rồi đúng không? Rồi. Và thứ hai nữa là request nếu như mà không có user, tức là bản thân của nó chạm về bằng false đúng không? Cái thằng này chạm về false này thì user này bằng false đúng không? Thì tức là trường hợp mà chúng ta không tìm thấy user thì chúng ta sẽ bảo là username và password không hợp lệ, được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ gán cho cái request.user này, nếu như mà thành công, bước này sau bước này là chúng ta đã thành công rồi, thì mình sẽ gán username và password, được chưa, vào trong thằng này. Thấy chưa? Thực ra thằng này là mọi người gán thêm được mà không cần gán thêm được. Tức là cái này là tùy chọn thôi. Đấy. Và cái thằng login này mọi người cứ để vậy đi. Nó không ảnh hưởng gì nhiều nhá. Bình thường thì nó sẽ set cho session cơ, nhưng mà vấn đề là chúng ta cứ để vào để tránh cái trường hợp mà hoặc là mọi người xóa đi cũng được để đỡ bị rối. Nếu mà trong trường hợp đỡ bị rối thì mọi người xóa đi. Mình nghĩ là không cần đâu nhá. Thấy chưa? Tức là thành công thì chúng ta sẽ dùng JGT trả về. JGT ở đâu ra? Chúng ta phải cài cài vào đúng không? JSON web token. Rồi quay về cái mục này. Đợi chút là nó sẽ cài đặt thành công. Rồi ok, nếu như mà thành công thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ trả về cho người dùng token. Còn như, nếu như mà thất bại đúng không? Thì đáng nhẽ trong đây phải có try catch nữa nhá. Nếu như đây là câu lệnh gì bất đồng bộ
À, đây là câu lệnh đồng bộ. Thế nên là các bạn cần phải gì? Cần phải có jacket. Được chưa? Để nó bắt lỗi. Đấy. Thế là nếu như mà có lỗi thì nếu như tốt nhất các bạn có thể truyền vào đây một cái, đó chính là function error data. Kiểu này sẽ là kiểu gì? Bất đồng bộ. Đúng không? Thì các bạn sẽ xóa thằng này đi. Đấy. Thì đây các bạn chỉ cần vứt ở trong đây và các bạn sẽ có là if error. Đấy thì các bạn sẽ làm gì? Và không thì các bạn sẽ làm gì? Đấy. Thì các bạn sẽ trả về là gì? Lại cái lỗi này trả về. Được chưa? Mọi người hiểu không? Được nhá. Thì bây giờ các bạn đã cài xong rồi thì đã cài đặt thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy chạy lại xem là chúng ta có trả về token hay không, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy một cái database. Trong đây sẽ là account của chúng ta sẽ là NodeDB 1 và password là một số 1 đi. NodeDB 1 và password là số 1. Rồi bây giờ mình sẽ điền ra cho mọi người xem. Rồi NodeDB 1, NodeDB 1 và mình sẽ để password là số 4, 444, được chưa? Login. Không thành công. Tại sao không thành công? Tại vì nó không connect được với database. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là database cái model của chúng ta nó đang thiếu cái đường dẫn là mongo.connect đúng không? Đấy, mongo.connect thì đường dẫn là nhào nhỉ? Mình có thể vào đây là đúng không? Đây mở connect mongo npm đi. Npm nó sẽ có luôn. Đâu? Đây đúng không? Rồi, chúng ta vừa thiếu đoạn này. Được chưa? Thằng này mình sẽ để là gì? Training online, đúng không? Được chưa? Rồi, chúng ta thử lại nhá. À, password không lệ luôn rồi, đúng không? Bạn nhìn thấy không? Sao? Đây được chưa? Bây giờ mình sẽ vào trang login lại này. NodeDB 1 copy nó ngay vào giấy tờ 333 password, username password không lệ, chuẩn chưa? Rồi đúng theo luồng chúng ta. Nhưng mà mình điền số 1 vào đúng không? Lỗi server. Chúng ta phải xem là tại sao lỗi server đúng không? Lỗi server thì chúng ta phải detect xem là à, thì các bạn nhìn này, à, cannot set header hoặc là của header thì các bạn sẽ nhìn là đúng không? Truyền hai lần, chúng ta truyền hai lần ở app dòng số 41. À, dòng số 41 các bạn nhìn thấy không? Đấy, dòng số 41 chính là hàm nào này? Done error đúng không? Chúng ta thử để debug thì chúng ta sẽ có slot ra thử phần này xem nó báo ra lỗi gì, được chưa? Các bạn hãy thử xem continue. Đấy, mình nhầm mất, bye lại. Lỗi server thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó báo lỗi là lỗi gì bây giờ? Lỗi 500. Lỗi 500 nhưng vấn đề là lỗi server là mình in ở đoạn nào nhỉ? Mình vừa nhìn thấy cái lỗi server ở đoạn đây, đúng không ạ? Ở lỗi server ở đoạn này đúng không ạ? Thì bây giờ mình phải xem là tại sao đúng này có lỗi. Chính xác chưa? Thì các bạn sẽ console log ra cái chữ error này ra là lý do tại sao mà chúng ta ra lỗi. Và à, cái chữ này, cái token ở đây. Cái chỗ này phải là để là gì? Data nó phải chuyển thành chữ gì? Token. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lỗi là lỗi gì nhá. Rồi chúng ta xem lỗi là lỗi gì. Payload trong object tức là bản chất của nó là gì? Cái thằng payload của chúng ta data này nó không phải là object. Được chưa? Nó không phải là plain object, là object thuần ấy. Tại vì thế nên là chúng ta cần cái data của chúng ta này. Thực ra cái token này này, cái user của chúng ta ấy nó không phải là object. Nó là một cái không phải string mà nó là một cái model của thằng Mongo. Đấy, ngoài nó trả về chúng ta thông tin ra thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng trên cái đoạn này chúng ta có thể dùng là hàm chấm lin để lấy. Các bạn có thể xem xét là hàm chấm lin. Hàm chấm lin ở chỗ này này. Thì nó sẽ lấy ra được cái object thuần. Được chưa? Nếu như không có chấm lin thì nó sẽ lấy ra tất cả những cái method function rồi theo một cái cú pháp khác thì rất là dài và đôi khi lỗi. Thì để mà nó không bị lỗi thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái đơn giản hơn, đó chính là cái chỗ này các bạn đi là to object.
hiểu hình không? Thì nó là cái đang đây là từ một cái mô đồ phức tạp nó trở thành một object thuần, thấy chưa? Tức là các bạn cho bình thường là cái user này ấy, nó là kết quả của mongo trả về, mà mongo đấy không phải là object thuần, mà chúng ta cần phải gì, cho to object vào, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem có lỗi nữa không nhá. Đấy các bạn nhìn thấy là còn lỗi nữa không? Không, vậy là chúng ta đã trả về token thành công, đúng không? Đăng nhập thành công thì đúng là mình xóa cái thông báo lỗi đi, được chưa? Vậy là chúng ta đã vừa đi qua cái kịch bản đầu tiên, đó chính là gì? À, bước số 1, đúng không? Bước số 1 sau đến bước số 2, nhận xử lý xong bắt đầu trả về callback này sẽ trả về dữ liệu cho cái phần này, đúng không? Phần này sẽ làm sao? Sẽ bây giờ chúng ta sẽ thử gọi là middleware thủ công, đúng không? Thì bản thân cách này thì mình không khuyến khích dùng, nên là mọi người không cần làm. Thì cái bước middleware thủ công này thì đơn giản là cái việc này các bạn sẽ lưu cái token ở đâu, đúng không? Các bạn token lưu ở đâu cũng được, lưu ở cookie cũng được. Đấy, lưu ở đâu khi mà truyền lên thì server phải lấy từ đấy ra. Ví dụ ở đây mình sẽ cho các bạn lưu ở trong cookie nhá. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là lúc mà trả về cho người dùng, đúng không? Trả về cho người dùng trang login này, thì đây là một cái API, đúng không? Bình thường thì nếu như mọi người dùng Ajax không ạ, nếu mà mọi người dùng Ajax thì nó sẽ trả về cho mình một token và mình sẽ dùng JavaScript, đúng không? Thì ok, thì bây giờ nếu thế thì mình sẽ dùng một hướng dẫn cho mọi người Mongo dùng Ajax luôn đi. jQuery, đây query seeden. Mình sẽ download này, ấn vào phần CDN. Đây CDN của bên đây của Google đấy, Google CDN. CDN này thì chúng ta sẽ sử dụng cái mạng này 3 chấm nhá. Thì các bạn cái trang của chúng ta mình sẽ cho thêm jQuery vào đây. Đấy, và trong này mình sẽ viết script. Tại sao dùng jQuery? Dùng nó nhanh, nó tiện, đúng không? Trong trường hợp này nếu các bạn không muốn dùng cái thằng form action này nữa thì chúng ta bỏ đi. Và type của chúng ta sẽ để là gì? Button. Đúng chưa? Thì chúng ta dùng Ajax kiểu gì thì mình hướng dẫn hoàn thiện luôn một thể Ajax. Thì mình phải đầu tiên sự kiện là button click. btn chấm gì? Chấm click, đúng không? Chấm click trong đây là một cái function, đúng không? Một cái function ở đây. Trong một cái function ở đây chúng ta sẽ lấy username và password, được chưa? Đúng không? Đấy thì ở đây là gì? Đô la mình sẽ để ID là username đi. ID username và ID password lấy cho nhanh. Thăng username. Thì tương tự là chúng ta thăng ở đây sẽ là thăng gì? Password. Đúng không? Thăng username password thì chấm ở đây chấm value. Chấm value ạ. Rồi. Thì ở đây các bạn đã hình dung ra là mình đã lấy value username password bằng jQuery. Mọi người có thắc mắc gì không? Không ạ. Và bắt. Rồi, thì chúng ta sẽ dưới đây mình sẽ gọi Ajax dưới này. $Ajax. Thêm một cái method là URL gọi đến đường dẫn là gì? Post login, đúng không? Thì ở đây là login. Type của chúng ta sẽ để là gì? Post. Rồi, type post xong thì data chúng ta sẽ để là gì? Username password. Đúng không? Dạ, thì chúng ở đây chúng ta sẽ là chấm gì? Chấm gen, đúng không? Data. Chấm gen ở trên á. Mình nhầm một chút nha. Đây là function của chúng ta đó. Đây, enter xuống làm cho rõ. Đấy, thì đây là chấm gen. Thấy chưa? Và đây tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái chấm kép. Rồi, chúng ta sẽ còn code slot ra đầu tiên. Xem có lỗi không nhá. Thì nhá, bây giờ chúng ta sẽ thử dụng là thử cái API này xem code slot này. Chúng ta sẽ điền đình nam 123 này. Ok chưa? Code slot error đúng không? Nodemy 1 pass vào số 1. Sao? Ra được token chưa? Tức là đăng nhập thành công.
Vậy thì nếu đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ lưu vào một cái, thì thực ra lưu vào cookie, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái nữa là local storage. Local storage thì bản chất của nó giống hệ thằng cookie, nó cũng set, nhưng vấn đề là nó không có hạn đấy, và tự cái local storage này nó không tự động chuyển lên, thấy chưa, không tự động chuyển lên cho trên server thường, thấy chưa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn theo chuẩn chuẩn luôn này. Ở dưới này mình sẽ ghi là local storage .set item. Set item này các bạn ghi là đây là token, và các bạn truyền cho mình cái data chính là cái token vào, đúng không? Thì các bạn set đây nodeme 1 này, các bạn ấn vào. Khi các bạn xếp xong rồi application, các bạn sẽ nhìn thấy cho mình một cái, đây mình xóa hai thằng này đi nhé, cái thằng này là cũ của mình, thấy chưa, là nó vứt trong cái thằng gì application này, và application vào local storage, và đây nó được lưu ở trong này, và từ lần sau nó chỉ là một cái kho chứa trên web browser, bạn cứ lấy trong này thôi, được chưa. Thì mai sau các bạn lấy thì các bạn lấy trong này thoải mái nhá. Rồi thế bây giờ chúng ta ấy, cái local token này ấy, thì các bạn muốn truyền lên ấy, thì các bạn hãy chú ý cho mình là mai sau bạn vào một cái, các bạn cho mình một cái nút đi, mình sẽ cho một cái nút đây là gì, button get dữ liệu, được chưa. Cái button get dữ liệu này để làm gì thì mình cũng cho là id get data, được chưa, btn đấy. Thì ở đây mình sẽ viết một cái function lại lấy dữ liệu tiếp là $.azap gì đây là get data btn.click, được chưa. Thì trong này mình sẽ làm sao tiếp, mình gọi azap tiếp, mình gọi azap đến cái đường dẫn gì đấy, đường dẫn private, được chưa, đấy dữ liệu đấy. Thì ở đây mình sẽ gọi a chấm chấm gì azap đấy, thì mình lấy dữ liệu đến đường dẫn là method get chẳng hạn, private chẳng hạn, url private method là get đi, thấy chưa. Và quan trọng là các bạn nên nhớ là các bạn truyền cái token lên kiểu gì, đúng không? Thì ở dưới đây các bạn truyền token thì mình sẽ hướng dẫn mọi người truyền theo kiểu chuẩn nhất, đó chính là thêm một cái header. Header là mỗi một cái request nó đều có một cái header và body, thấy chưa. Thì ở đây mình sẽ để là header, thì các bạn truyền lên cho mình một cái, đó chính là authorization, cái tên của nó là thế, thì người ta đấy là cái chuẩn, người ta hay đặt tên như vậy, nên là mọi người cứ đặt tên như thế đi, authorize. Đúng rồi, get được truyền được dữ liệu lên thông qua header, được chưa. Mình không truyền được qua body thôi, nhưng mình truyền được lên qua header, được chưa. Tất cả request đều có header hết, authorization header. Set rồi, đây là cái chuẩn đấy nhá, mình đã hướng dẫn là cho các bạn là chuẩn luôn một thể, nên là mọi người cố gắng sẽ học hỏi theo thêm cách này. Đây các bạn sẽ cái chữ này, các bạn chỉ cần set cho mình cái thằng chữ authorization này, được chưa. Đấy đấy, và các bạn cho lên đây đấy, được chưa. Và các bạn truyền cái token vào đây, token thì lấy bằng local storage .get get item, cho đây là gì, token, thấy chưa. Thì ở đây các bạn truyền lên, nhưng mà đây vẫn chưa là chuẩn. Thực ra là tại sao ấy, thì các bạn thời gian lại tìm hiểu. Thì ở đây chuẩn nhất thì các bạn thêm cho mình một cái đoạn chữ, đó chính là bearer đây, bearer. Cái thằng này ấy, tại sao cho dòng chữ này, thì thực ra nó chỉ là thêm thôi nhá, nó không, bạn các bạn lên tìm hiểu bearer token. Đúng rồi, bear đúng không, bear nó có thêm cái nữa, bear token đây, bear token, các bạn thêm chữ bear token vào cho mình, được chưa, bearer, được chưa. Đấy, bear token, tức là cái đoạn các bạn bear này nó cộng thêm cái chuỗi token đằng sau đấy, để làm gì thì thực ra là nó cũng không phải là quan trọng, các bạn truyền lên cả cái đoạn này được,
mỗi đoạn này thôi cũng được, nó vẫn hoạt động, tại logic là mình tự viết ra. Tuy nhiên thì đây là cái chuẩn mà mọi người làm rồi. Thường thì người ta sẽ phải truyền lên cái BI token, tại vì mọi API nó đều có thêm, nó xác thực cái bên kia là BI token. Còn lý do về bảng mật ấy thì các bạn có thể lên trên Google để search nhá. Trong trường hợp này thì mình sẽ truyền lên cái authorization này với giá trị là BI cộng với string token mà mình vừa lưu, đúng chưa? Rồi khi mình click lên thì chấm gen mình sẽ in ra data, xem ra cái gì nhá. Thì mình copy cả đoạn chấm gen chấm get vào cho nó nhanh, được chưa? Rồi chấm gen chấm get thì các bạn ở đây các bạn sẽ có slope ra data đấy, ok chưa? Rồi bước này ok thì chúng ta trở về cái bên server của chúng ta, là chúng ta tạo ra một cái đường dẫn là gì, app.private đúng không? App chấm gì nhỉ, get đúng không? Đường dẫn là private, và trong đây là một cái middleware request red.next đúng không? Thì các bạn hãy chú ý cho mình là cái request red.next này này nó chính là cái thủ công mà chúng ta cần phải viết ra, hình như không? Đấy, để làm gì, để có thể lấy được dữ liệu về sau đúng không? Thì ở đây mình sẽ cần phải viết ở đây đó là để lấy là đây, mình sẽ thêm một cái nữa. Red.json dữ liệu bí mật, được chưa? Ok, cái dữ liệu bí mật này thì chúng ta sẽ làm sao? Tức là muốn lấy được thì chúng ta phải bước qua cái cửa này trước, đúng không? Bước qua cái cửa này trước thì chúng ta phải làm sao? Lấy được token. Lấy token bằng cách là request.header, chính xác. Đấy, chấm gì? Chấm phải lấy là mình set header bên kia là gì? Authorization thì mình phải lấy đúng thằng này ra, được chưa? Thì đầu tiên mình lấy đúng thằng này ra thì tốt nhất là mình sẽ để như thế này. Nếu như mà nó chữ hoa thường ấy thì tốt nhất là mình chọn lên vào cái thằng này, chuẩn nhất, được chưa? Tại vì lấy object có mấy kiểu? Hai kiểu, một là chúng ta chấm, hai là chúng ta vứt theo kiểu này, được chưa? Cái bài này bài cơ bản rồi nhá. Object đây là mình chỉ lấy dữ liệu của object mà thôi. Thế là trước khi đến cửa này mình có slot ra được không? Thử nhá, thử xem nào. Thì bây giờ chúng ta thử lại. Đây, được chưa? Chúng ta lấy dữ liệu này, mình có token rồi đúng không? Mình nhấn này, thực ra nó đang load undefined. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải xem là tại sao header nó chưa gửi được. Refill lại. À, chúng ta có authorization nhưng mà nó lại là viết gì? Viết thường nhá. Bên kia viết hoa nhưng bên này nó viết thường. Thực ra là mình lên cái là chữ thường đi nhá, để cho nó đồng bộ nhất, được chưa? Để tránh đấy, như là một trường hợp bị nhầm lẫn đấy, đúng không? Thì ở đây là mình sẽ để đây là viết thường, được chưa? Mình chạy lại nhá. Rồi gửi dữ liệu có ra được không? Không ra, vẫn chưa hiểu. À đúng rồi, phải để là string đúng không? Rồi ra không? Rồi ra, nhưng vấn đề nó cái chuỗi token này mình không thể giảm án được, mình phải xóa cái chữ gì đi, chữ bia đi. Mà chữ bia là cách xóa thì mọi người tốt nhất là mọi người xóa split theo dấu cách, lấy phần thứ hai, tại vì nó cách nhau bởi một dấu cách này mà. Đây là kiểu chuẩn của nó rồi, nên là mọi người yên tâm là nó chỉ có format là bia cộng dấu cách thôi, được chưa? Còn là mọi người lên trên mạng xem là nó tách bia ra kiểu gì nhá. Thì thường thì mình sẽ tách ra dấu cách. Đúng rồi, bên kia việc bỏ bia đi là sai, nên bắt buộc là phải mình phải truyền bia lên. Tức là bên kia truyền bia thì bên này phải lấy bia, tại sao phải thêm bia đúng không? Thì phải lên Google search. Đúng rồi, người ta quy định là thế thì mình phải làm thế để cho nó chuẩn. Mình làm thì vẫn được thôi, nhưng mà mình muốn chuẩn thì mình phải làm như thế, được chưa? Đấy là cái là mình chúng ta phải làm thế thôi nhá. Chúng ta chấm token này chấm split, mình cắt theo dấu cách thì đây là phần tử số mấy? Số 2, nhưng mà anh index của nó sẽ là 1, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta còn in ra token cái xem có chuẩn chưa nhá. Token chuẩn chưa? Chuẩn rồi, chuẩn cơm rồi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho token vào đây thì làm sao? Chúng ta sẽ giải mã nó ra, gkt chấm gì, verify đúng không? Cái mật mã vừa nãy chúng ta để là bao nhiêu?
123. Nhớ nhá, phải trúng mật mã thằng Anh nhá, không thì quên đấy. Ở đây chúng ta sẽ làm sao? Một là chúng ta sẽ để là quân back đi. Error và data đúng không? Thì if error thì chúng ta sẽ làm gì mà không có error thì làm gì? Nếu như có error thì chúng ta return đúng không? Tức là chúng ta return và red.status bạn không là gì? 403 tức là nó thể hiện là cái mã lỗi này là bạn không có quyền, hiểu không? Thì JSON. Cái mã lỗi này mỗi một mã lỗi thì nó sẽ có một ý nghĩa riêng. Đấy, mỗi một trình duyệt nó setup sẵn rồi. Thực ra là mọi người để mỗi 500 cũng được. Nhưng ở đây là mình sẽ thông báo là message là token hết hạn. Ghi mình sẽ ghi là invalid token. Hiểu không? Về mọi lý do không được thì là do token nó sai. Còn nếu mà đúng thì chúng ta chỉ cần đơn giản là next. Thì tức là nó xuống cửa tiếp theo. Được chưa? Thì nó sẽ được ở đây. Không ra. Tại sao nó không ra next? Tại sao nhỉ? Lại refresh lại nhá, quên. À nó có slot mà nhỉ? Đúng không? Có slot. Dữ liệu bí mật ra chưa? Đấy, mọi người thấy ra dữ liệu bí mật chưa? Đúng không? Đấy thì đây là cách mà chúng ta lấy data. Và dữ liệu bí mật này, nếu như chúng ta giả sử chúng ta thay đổi cái token thế này. Và chúng ta thay đổi cái chữ E bằng chữ A đi được chưa? Và chúng ta thay đổi này. Lỗi luôn, đúng không? Lỗi này là nhảy vào chấm kép là nó sẽ báo lỗi là gì? Invalid token. Được chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta làm một cái API bảo mật với GFT và Passport. Và chú ý là hôm nay mình đã hướng dẫn thêm mọi người một cái phần nữa, đó là chuẩn, đó gì là làm sao để setup cái bearer và authorization nhá. Thì về nhà thì mọi người video này thì mình sẽ dừng tại đây. Thì mọi người sẽ làm bài tập cho mình, bài tập về nhà sẽ là gì? Triển khai lại mô hình kiến trúc O2 dựa trên Passport. Đấy, và làm cho mình một cái chức năng đăng nhập. Mình chỉ cần giao diện đơn giản thôi. Đấy, nhưng vấn đề là chức năng phải đúng. Được chưa? Set bearer token và local storage chẳng hạn. Và cuối cùng là mình sẽ lấy cái bearer đấy gửi lên xác thực lại. Được chưa? Quan trọng là chúng ta phải nắm được cái mô hình này. Được chưa? Rồi nhá. Ok, hôm nay video mình tạm dừng đến đây thôi. Xin chào mọi người.